xây dựng là khóa học đặc thù nhất trong lĩnh vực kế toán. Sở hữu kinh nghiệm về kế toán ngành xây dựng chính là lời khẳng định về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ của bạn. Nếu bạn đang muốn theo đuổi và nâng cao ngành kế toán xây dựng để chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp, nhưng nhà quá xa để di chuyển tới trung tâm, không sắp xếp được thời gian để theo lịch học cố định, chi phí học khá cao lại không đảm bảo chất lượng, thì hãy tham khảo khóa học xây dựng online, giải pháp 4 tối ưu thời gian, tối ưu kết quả học tập, tối ưu trải nghiệm, học như đi làm thực tế, tối ưu chi phí, sử dụng khóa học trọn đời. Cùng tìm hiểu những tính năng ưu việt của khóa học này nhé! Phần đầu kỳ, theo đúng tên gọi, hướng dẫn từng bước khai báo dữ liệu, cách kiểm tra khi tiếp nhận số liệu từ kế toán cũ chuyển sang. Phát sinh trong kỳ, học viên sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về hợp đồng xây dựng, quy trình đấu thầu, bóc tách dự toán, căn cứ hóa đơn chứng từ thực tế để hạch toán nghiệp vụ phát sinh, cân đối các khoản chi phí theo định mức dự toán từng công trình. Và cuối kỳ là tính giá thành, nghiệm thu công trình, kê khai đối chiếu xử lý số liệu trước khi lên báo cáo tài chính. Khóa học kế toán xây dựng chuyên sâu online tại Kế Toán Việt Hưng được giảng dạy trên nền tảng học phổ biến nhất hiện nay với giao diện thông minh, dễ sử dụng. Một tính năng không thể thiếu của lớp học nhóm online là Zoom Meeting, nền tảng học trực tuyến, độc quyền tại Kế Toán Việt Hưng. Và hướng dẫn cách cài đặt các phần mềm kế toán dưới dạng video. Để thuận tiện cho quá trình học, thì mục checklist này sẽ hỗ trợ các bạn tích chọn những nội dung đã được học. Các hoạt động của khóa học được chia nhỏ để học viên dễ dàng thao tác. Bởi đặc thù khóa học kế toán, các bạn sẽ phải học theo lộ trình từng phần. Mỗi một chứng từ sẽ là một video bài giảng hướng dẫn cụ thể từ cách hạch toán đến những kiến thức mở rộng thực tế khi đi làm để phục vụ cho quá trình học và ôn tập của học viên. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu như bảng lương, hợp đồng, biên bản liên quan đến ngành xây dựng, download về khi cần. Ưu điểm của khóa học là bài giảng được tích hợp đầy đủ tính năng, cập nhật những thông tư và nghị định, luật thuế mới nhất, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách trọn vẹn. Cuối mỗi khóa học, học viên đều có thể tự đánh giá kiến thức qua phần trắc nghiệm từ khó đến dễ. Từ đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về năng lực bản thân và có phương pháp học tập hiệu quả. Đồng thời, hỗ trợ các bạn giải đáp nghiệp vụ chuyên môn trọn đời qua Messenger, Zalo và Hotline miễn phí. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ nắm chắc nghiệp vụ kế toán, tự tin xử lý thành thạo mọi phát sinh, hiểu rõ kỹ năng phân tích rủi ro thuế và cân đối số liệu khi lên báo cáo tài chính. Đến với Kế Toán Việt Hưng, hoàn thành lộ trình học đạt yêu cầu, bạn sẽ được cấp chứng chỉ kế toán có giá trị trên toàn quốc. Khi bạn đắn đo về chi phí phải bỏ ra để theo một khóa học, thì khóa học xây dựng chuyên sâu là giải pháp hữu ích nhất dành cho bạn. Với những tính năng hiện đại nhất, thông minh nhất, nhưng mức học phí không đắt đỏ. Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nâng cao kiến thức và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thăng tiến sự nghiệp nào nhé! Kế Toán Việt Hưng, cùng bạn chinh phục kiến thức hàng đầu ngành kế toán.